đẹp không các bác? Phải nói là nó quá đẹp luôn. Một đôi loa này em Tuấn đã giới thiệu rồi. Xong có một số bình luận yêu cầu em khui hàng. Bởi vì là hôm trước em giới thiệu cho bác là cái đôi loa này thật tính chất của nó là thùng vỏ nó rất là đẹp. Nhưng mà không may vận chuyển chắc là nó bị cà vào đâu ấy. Nó cà vào đâu đây này. Nó bị mất một cái tí lớp này thôi nhưng mà không việc gì. Nó không ảnh hưởng gì đâu. Không ảnh hưởng gì cả. Đây là bác nhìn này, nó chỉ bong cái lớp đây, nó gọi là lớp giấy dán ở ngoài. Nó rất là mỏng. Chứ nó cũng không ảnh hưởng gì, đôi loa này phải nói luôn là đẹp gần như vỏ, thùng vỏ nó gần như mới luôn. Bác nhìn những cái cạnh của nó này, bác nhìn này, những cái bo cạnh của nó. Nó hầu như là nó chưa có một cái vết cạnh mất góc, ok chưa? Và đai, dán trên này, bìa trên bìa dưới vẫn còn nguyên, đáy luôn. Mà em quay ở trong nhà, các bác chưa nghĩ hôm nay em quay ra cho bác. Đôi loa bát này nếu mà tính viền gang này nó lên đến 40 rồi. Chứ không phải nói là bát 32, 35 gì nữa. 40. Ở đây củ loa của bác nhìn này. Củ loa phải nói luôn là nó còn như lúc xuất xưởng mới luôn. Được chưa? Gang đúc, đây là nhôm, nhôm pha gang hoặc gang, nặng lắm. Đấy. Giá trị chưa ạ? À, 7 triệu 9 đấy bác. Em Tuấn nói 7 triệu. Đôi này ngày trước nó toàn mười mấy củ thôi chứ không có chuyện 7 triệu 9 bác. Này, 7 triệu 9. Đây ạ. À. Nó còn zin hết luôn. Bác nhìn này, nó còn zin luôn từ những cái ép ép rong của loa, bác nhìn chưa? Những cái rong của loa này hầu như chưa được mở. Chưa được mở lên. Còn nguyên. Đó, chưa được mở. Bác nhìn thấy không? Chưa được mở. Đấy. Này. Bác nhìn chưa? Deaton Mitsubishi cái gì? Electronic ngắc này. Made in Japan này, 026. Okay, okay. Đấy. Loa rất là nặng luôn, cực kỳ nặng. Đây, mặt phía trước của nó đây ạ. Con này có thể các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke với nhé. Các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được con này. Nhẹ nhàng, ok. Đây là đôi loa Diatone DS37B. Trở kháng 6 ohm, độ nhạy nó lên đến 91. Bác nhỉ? Độ nhạy lên đến 91 này. Chưa? Đây sang đây con trung. Con trung này đẹp chưa? Con củ con trung nó gần như là củ con trung nó gần gần bằng chóa luôn. Củ của bát nó đều dập đó nhá, củ bát đây đều dập đúc gang made in Japan luôn nhá, made in Japan. Củ của con trung cũng là made in Japan luôn này. Đây. Made in Japan luôn. Đấy bác nhìn thấy chưa? In Japan luôn ạ. Đấy, trùng. Đây này. Củ nó đẹp như này bác nhìn những các bác chỉ cần nhìn là những cái đôi con loa nào bác nhìn này. Đây này, nó còn zin luôn từ những cái đường này. Hầu như chưa được mở, cái bây giờ mới được mở ấy. Nói thật với bác là có khi bây giờ mới được nó mới được mở ra. Ấy. Hầu như nó còn hầu như nó chưa có một vết nào. Nó chưa có một vết nào. Đấy. Thì sau đây em sẽ bỏ cái này sang em cho bác xuống cái chỗ phân tần. Nhưng mà bác nhìn này. Bông tiêu âm của nó kín hết rồi. Kín hết thùng luôn. Ê căng đây. Nè. Để em xem nó u chỗ. Em sẽ khui hết cho bác xem. Đây, phân tần đấy. Phân tần nằm trong đây. Hai bên này là hai lượt bông tiêu âm ép. Ép hẳn vào thùng rồi. Tiếp ở giữa nó là lượt bông thủy tinh. Cái bông thủy tinh này này là họ sẽ chụp vào đúng một cái đoạn phân tần. Tại sao họ chụp vào phân tần đây? Các bạn nhìn nhé. Nhìn này. Phân tần nó khủng lắm bác ạ. Nó nằm tận tít trong này cơ. Nó đã bị che kín trong này này. Đây. Đấy bác nhìn chưa? Lúc nãy bác nhìn em cứ quay này bác tưởng có tí này. Nó tận trong này này. Đấy nhìn chưa? Đấy.
Rồi, 7 triệu 9, bạn nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Kích thước chiều ngang của thùng tầm 38, chiều sâu tầm 35. Chiều cao là 1 2 3. Chiều cao nó tầm khoảng độ xích sắt 70. 66 80.